Tất cả mọi thứ trên đời đến với mình đều có một ý nghĩa duy nhất, là để xem tâm mình phản ứng thế nào. Nếu con phản ứng với thái độ bình tĩnh, sáng suốt, rõ biết thì ngay đó là đạo đế và diệt đế. Còn nếu con phản ứng với thái độ tham sân si thì chính đó là khổ đế và tập đế.